Quý vị thân mến, pháo đài bay B-52 là cái tên khiến bất cứ quốc gia nào nghe đến cũng phải sợ hãi. Tuy nhiên, khiến tất cả thế giới đều ngỡ ngàng, chiếc cỗ máy chiến tranh bất khả xâm phạm này đã bị bắn hạ ngay lần đầu tiên khi đến Việt Nam. Đến tận ngày hôm nay, chưa có quốc gia thứ hai nào trên thế giới ngoài Việt Nam chúng ta làm được điều kỳ diệu này. Chiếc B-52 đầu tiên bị hạ gục trên bầu trời Việt Nam là do bị trúng tên lửa từ máy bay MiG-21 của ta. Vụ việc này khiến cả máy bay B-52 và hàng loạt sĩ quan Mỹ thất thủ. Nhưng chính phủ Mỹ đã che giấu sự kiện này. Những năm qua, hàng loạt bí mật xoay quanh sự việc pháo đài bay bị bắn hạ tại Việt Nam mới dần được tiết lộ trước công chúng. Những bí mật đó là gì? Tại sao Mỹ lại giấu kín chúng trong thời gian dài như vậy? Chỉ vì một chiếc B-52 bị bắn hạ, nhưng tại sao các sĩ quan trên máy bay cũng bị mất chức? Mời quý vị hãy cùng tìm hiểu thêm những câu hỏi này trong video ngày hôm nay của Hồ sơ quyền lực. Theo đó, vào ngày 20 tháng 11 năm 1971, chiếc máy bay B-52 đầu tiên của Mỹ bị MiG-21 Việt Nam bắn hạ. Đó là tin vui với chúng ta, nhưng lại là cú đả kích không hề nhỏ với đế quốc Mỹ ngang tàng. Vì vậy, phía Mỹ nhanh chóng cất vụ việc này vào một góc. Mãi 47 năm sau, vào tháng 10 năm 2018, khi hai phi công Vũ Đình Dạng và David Robert Walker gặp nhau tại Hà Nội, thì sự việc mới được sáng tỏ. Hồi đó, hầu hết máy bay ném bom B-52 và ném bom giải thảm vùng Cán Son từ Thanh Hóa đến Quảng Bình đều xuất phát từ căn cứ Otapao của Thái Lan. Ta tạo bẫy bằng cách, mỗi khi B-52 xuất hiện thì cho một chiếc MiG-21 cất cánh từ sân bay ở quân khu 4 lên, đánh chặn rồi hạ cánh tại các sân bay phía Bắc, và chỉ đánh ban ngày. Cơ quan tác chiến của Mỹ nhận ra quy luật MiG-21 không có khả năng đánh đêm, luôn luôn chỉ có một chiếc phục kích trong vùng Cán Son. Lên đánh chặn xong sẽ quay ra Bắc. Do đó, địch cho B-52 giảm phi vụ đánh ngày, tăng cường đánh đêm để nắm cửa trên so với ta. Thế nhưng chúng đã nhầm, Việt Nam ngay lập tức cho Mỹ thấy trí khôn của chúng ta. Vào hồi 19 giờ 40 phút, tối 20 tháng 11 năm 1971, thấy có tín hiệu B-52, Sở Chỉ huy lệnh cho phi công Hoàng Biểu ở sân bay Vinh lên đánh chặn, rồi ra sân bay Nội Bài hạ cánh. Một tiếng sau, tốp B-52 thứ hai ung dung bay vào. Tốp này gồm 3 chiếc máy bay ném bom chiến lược B-52 do phi công Volker chỉ huy và một biên đội tiêm kích F-4 hậu tống. Tưởng không có MiG nữa, tốp B-52 chủ quan mở cả đèn bay để giữ đội hình. Do ăn ở hiền lành, vừa cất cánh lên, máy bay số 1 của Volker bị hỏng radar. Bình thường, Volker mở một lúc hai kênh liên lạc, nhưng hôm đó không hiểu tổ tiên mách bảo thế nào mà Hoa Tiêu không thèm mở kênh cảnh giới từ Hải quân, nên mọi thông báo nguy hiểm về tiêm kích MiG-21 đều không được thông tin. Khi đó, để đối phó với tên lửa phòng không SAM-2 và MiG-21 của ta, mỗi chiếc B-52 có 15 máy gây nhiễu. Nhưng hôm đó, sĩ quan tác chiến điện tử chủ quan tới mức tắt cả máy gây nhiễu chống radar của MiG. Thậm chí khi bị MiG của ta tấn công, xạ thủ Đại Liên ở đuôi chiếc B-52 của Volker còn đang ngủ gật. Như thế này thì mất ghế là đúng rồi, trách ai được nữa. Tổ lái một chiếc B-52 gồm 6 sĩ quan điều khiển và một hạ sĩ quan xạ thủ Đại Liên. Thông thường khi vào vùng nguy hiểm, B-52 phải bật bẫy nhiệt, đeo bằng dây cáp dưới bụng để nhử tên lửa tầm nhiệt. Rất nhiều tên lửa của ta đã mắc bẫy này, nhưng hôm đó cả 3 chiếc đều không bật bẫy nhiệt. Hồi 20 giờ 40 phút, phi công Vũ Đình Dạng được lệnh cất cánh từ sân bay Anh Sơn, Nghệ An. Để tránh hệ thống cảnh báo của Hải quân Mỹ, anh tắt liên lạc với Sở Chỉ huy. Khi đến địa phận Đô Lương, bắt được mục tiêu, anh tăng độ cao để tiếp cận. Khi cách mục tiêu chừng 10 km, anh bật radar lên và sững sờ thấy màn hình xuất hiện tới 3 chiếc B-52. Một cơ hội vô cùng quý giá. Khi cách mục tiêu 2 km, Vũ Đình Rạng phóng một quả tên lửa tầm nhiệt K-13 và thấy vệt nổ ở cánh của chiếc B-52. Đó chính là chiếc B-52 của Volker. Sau khi phóng tên lửa vào chiếc B-52 của Volker, phi công Vũ Đình Dạng điều khiển chiếc MiG-21 vọt lên cao, thấy bên phải có chiếc B-52 nữa. Lưng nhấp nháy đèn, anh lao xuống phóng quả tên lửa thứ hai, rồi luồn lách qua đám F-4, bảo vệ hạ cánh ở sân bay Anh Sơn, Nghệ An. Tuy còn cách mục tiêu 30 phút bay, nhưng khi bị MiG-21 của ta tấn công,
Tốc B-52 vội chốt bom để tháo chạy. Về đến Utapao, Volker mới biết thùng dầu phụ bên cánh trái bị bắn thủng, dầu bên cạnh đó mất sạch. Và đây là lần đầu tiên trong lịch sử thế giới, B-52 bị MiG tiếp cận và bắn trọng thương. Phi công Volker tiết lộ, sau vụ việc đó, hàng loạt sĩ quan chỉ huy liên quan bị cách chức. Không quân Mỹ phải dừng toàn bộ hoạt động của B-52 trong 4 tháng để nghiên cứu, chấn chỉnh lại các chỗ hở về kỹ thuật và chiến thuật của thứ pháo đài bay siêu hạng này. Đó là lý do báo chí phương Tây im re, hoàn toàn không biết tới sự việc trên. Về phía chúng ta, sau khi tiếp cận và phóng tên lửa trúng B-52 của phi công Vũ Đình Rạng, những kinh nghiệm được rút ra đó là khi có cơ hội tiếp cận B-52, phi công phải liên tiếp phóng hai tên lửa K-13 vào chỉ một chiếc B-52 thì mới có thể bắn rơi mục tiêu tại chỗ. Kinh nghiệm này được phi công Phạm Tuân áp dụng vào lần bắn rơi tại chỗ chiếc B-52 vào tháng 12 năm 1972. Nhiều người vẫn nghĩ phải bắn rơi tại chỗ máy bay địch mới là mục tiêu cao nhất. Nhưng đại tá phi công Từ Đễ, anh hùng lực lượng vũ trang cho hay, hoàn thành nhiệm vụ mới là mục tiêu cao nhất. Mục đích của việc đánh B-52 là làm cho nó không dám bén mảng ra Bắc, cản trở đường Trường Sơn. Nên việc khiến B-52 phải dừng bay 4 tháng đã là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Chiếc B-52 thứ hai bị trúng tên lửa, không rõ số phận ra sao. Nhưng chiếc B-52 của Volker bị tháo rời cất vào kho, sau đó lấy phụ tùng. Theo quy định của hàng không quân sự quốc tế, trường hợp này xếp vào loại bị bắn hạ. Nực cười ở chỗ, khi tham chiến tại Việt Nam, Mỹ không bao giờ liệt những trường hợp này vào hàng bị bắn hạ, mà chỉ coi như máy bay hết niên hạn, bị gạch số khỏi sổ bay. Nghĩa là không chịu công nhận máy bay của họ đã bị ta vô hiệu hóa hoàn toàn. Như vậy, Vũ Đình Rạng là phi công đầu tiên trong lịch sử bắn hạ B-52. Không rơi tại chỗ, vẫn bay được về căn cứ, nhưng sau đó phải loại biên, được tính là đã bắn hạ. Còn phi công Phạm Tuân đã bắn rơi B-52 tại chỗ trong chiến dịch 12 ngày đêm cuối tháng 12 năm 1972, khiến Mỹ không thể chối cãi. Ông Vũ Đình Rạng, phi công tài năng đầu tiên bắn rơi B-52, đã trực tiếp có những chia sẻ về vụ việc này với báo chí. Ông này đã 73 tuổi, nhưng vẫn vô cùng minh mẫn kể lại. Mỗi buổi chiều, chúng tôi thay phiên nhau bay chuyển sân bí mật vào các sân bay tiền tiêu ở khu tư. B-52 xuất hiện thì chúng tôi cất cánh, đánh chặn. Không tìm thấy B-52 thì quay về hạ cánh tại các sân bay phía Bắc. Cơ quan tác chiến Hoa Kỳ nhận ra quy luật này, nhưng chúng tôi cũng lợi dụng điều đó mà tạo ra một cái bẫy. Ngay đến đây, ông Volker mỉm cười, đầy sửng sốt và bất ngờ vừa được tiết lộ này sau gần 50 năm. Ông cho biết đêm hôm đó, máy bay của ông là máy bay chỉ huy trong biên đội mang tên Copper, gồm 3 chiếc B-52, bay ở 3 độ cao, mỗi chiếc cất cánh cách nhau 15 giây bay. Biên đội Copper xuất phát từ sân bay Utapao, Thái Lan, hướng về Việt Nam, được một biên đội tiêm kích F-4 bay yểm trợ để chặn MiG. Nghĩ là không có MiG nữa, chúng tôi chủ quan mở cả đèn để giữ đội hình. Ngay sau khi vừa cất cánh lên, máy bay tôi bị hỏng radar, nên phải để chiếc máy bay ở vị trí số 2 làm đội trưởng. Bình thường tôi luôn mở một lúc hai kênh liên lạc, nhưng thế nào hôm ấy lại không mở kênh cảnh giới từ Hải quân, nên mọi thông báo nguy hiểm về MiG đều không nghe. B-52 có 15 máy gây nhiễu, nhưng hôm đó sĩ quan tác chiến điện tử chủ quan tới mức tắt cả máy gây nhiễu chống radar của MiG nữa chứ. Ông Volker kể. Ngay vậy, đại tá phi công Từ Đễ, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, thắc mắc: thế xạ thủ 20 ly ở đuôi làm gì mà không thấy MiG? Ông Volker phẩy tay bảo: cậu ta ngủ gật. Ông Vũ Đình Rạng thắc mắc: hôm đó ông có cả thiết bị bẫy nhiệt bay sau đuôi không? Ông Volker cười đáp: không, chúng tôi lúc đó bị ma ám hay sao ấy. Ông Rạng lại tiếp tục kể: khi đến địa phận Đô Lương, máy bay đang bay ở độ cao 1.500 đến 2.000 mét. Tôi bắt được mục tiêu B-52 rất rõ. Sở chỉ huy ra lệnh tôi lên độ cao 9.000 mét và cho phép tôi tiếp cận B-52. Suốt quá trình đó, tôi cứ nghe thông báo mục tiêu phía trước 40 km, 30 km rồi 15 km. Ông Giảng kể, khi cách mục tiêu 10 km, tôi bật radar lên và sững sờ thấy màn hình xuất hiện tới 3 chiếc B-52. Tôi lập tức cảm giác như đứng tim. Sao lại có thời cơ như thế này? Mong muốn của phi công chúng tôi là gặp B-52 để bắn rơi, mà không ngờ lại gặp được dễ dàng như vậy.
không chỉ một mà là ba chiếc. Khi phát hiện ra B-52, tôi tập trung tinh thần điều khiển, tiếp cận với tốc độ siêu âm 1.400 km/h và khi cách mục tiêu 2 km thì tôi phóng quả tên lửa tầm nhiệt. Tôi nhìn thấy quả tên lửa ra khỏi cánh máy bay, lao vào mục tiêu và thấy vệt nổ. Sau đó tôi làm động tác kéo máy bay lên cao, nhìn sang bên phải thấy một chiếc máy bay B-52 khác. Trên lưng nó nhấp nháy đèn. Tôi tiếp tục lao xuống. Tôi phóng nốt quả nữa vào mục tiêu và thoát ly quay về hạ cánh ở sân bay Anh Sơn. Khi hạ cánh, tôi tắt tất cả các đèn để không bị lộ mục tiêu và nghe thấy tiếng ù ù của tiêm kích F-4 các ông ngay trên đầu. Ông Rạng nói đến đây, ông Volker hào hứng kể tiếp để hoàn thiện tình huống đầy bất ngờ đó. Thì ra là vậy, hèn chi lúc đó chỉ còn 30 phút nữa là đến điểm thả bom thì tôi nhận lệnh của đài số 1 báo chuyển hướng ngay lập tức mà không biết tại sao. Và đó là lúc chiếc MiG-21 của ông Rạng đã xuất hiện. Khi tôi đang vòng 90 độ thì nghe pằng một phát, tiếng nổ rất gần, nhưng cái gần này kiểu như ném lựu đạn thôi. Sau này về đến Utapao thì mới biết thùng dầu phụ bên cánh trái bị bắn thủng và toàn bộ dầu bên cánh đó mất hết. Nhưng lúc đó chúng tôi không biết bị trúng tên lửa. Chúng tôi thả bom không nổ cho nhẹ và lấy hướng về Thái Lan. Ông David Robert Volker khẳng định đó là lần đầu tiên trên thế giới B-52 của Hoa Kỳ bị phi công MiG-21 tiếp cận được và bắn bị thương. Với Hoa Kỳ, đó là một cơn chấn động. Chúng tôi từng tuyên bố B-52 là bất khả xâm phạm, không có vũ khí nào có thể tấn công được. Nhưng giờ đây, B-52 đã bị không quân Bắc Việt bắn trúng. Nhưng không ai muốn thừa nhận thất bại của mình. Nước Mỹ phải bảo vệ danh dự, đó cũng là bí mật quốc gia, nên chúng tôi không dám công bố B-52 bị MiG-21 tấn công, ông Volker nói. Ông Volker cho biết thêm, cùng thời điểm tôi bị bắn, trên trời cũng có một trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng cũng đang bay và nghe được chuyện B-52 bị MiG bắn bị thương. Sau đó, hàng loạt chỉ huy liên quan bị cách chức ngay lập tức, mà chính họ lúc đó thậm chí còn không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Chúng tôi phải chấn chỉnh lại toàn bộ các chỗ hở về kỹ chiến thuật trên máy bay B-52. Sự kiện chấn động đó khiến Hoa Kỳ phải lệnh cho dừng toàn bộ B-52 một thời gian rất dài để nghiên cứu tìm cách chống MiG. Và điều đó đã tạo thuận lợi cho việc vận chuyển, cung cấp vũ khí, khí tài, đạn dược trên con đường 559 vào chiến trường miền Nam, đặc biệt là chiến dịch Quảng Trị năm 1972. Nói về việc bắn rơi B-52 bằng MiG-21 thì không ai là không biết đến cái tên Phạm Tuân. Trung tướng, anh hùng phi công Phạm Tuân sinh ngày 14 tháng 2 năm 1947 tại xã Quốc Tuấn, huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình. Tốt nghiệp phổ thông năm 1965, Phạm Tuân nhập ngũ và tham gia khám tuyển phi công để thực hiện ước mơ từ thuở thơ bé. Tuy nhiên anh liên tiếp bị trượt 2 lần vì không đủ sức khỏe. Tình yêu bầu trời thôi thúc chàng trai Thái Bình khám tuyển phi công lần thứ 3. Lần này Phạm Tuân trúng tuyển vào không quân, nhưng lại là đi học thợ sửa chữa máy bay. Mặc dù vậy, anh cũng rất vui vì dù sao cũng được phục vụ trong không quân. Tại Krasnodar, nơi anh học thợ máy, hàng ngày nhìn thấy, nghe thấy tiếng động cơ của những cánh én vút lên trời xanh. Anh vẫn ước mơ có ngày được tự mình điều khiển những cánh én bạc đấy vùng vẫy trên bầu trời. Cơ may, hay nói đúng hơn là cái duyên với bầu trời của anh đã đến. Khi sang Liên Xô học lái máy bay, do thời tiết lạnh nên có nhiều người không đủ tiêu chuẩn bay do sức khỏe hoặc là do không theo kịp chương trình học tập. Vì vậy phải tổ chức khám tuyển thêm phi công từ số học viên đang học thợ máy ở đây. Phạm Tuân là một trong số những người trúng tuyển. Ước mơ ngày nào đã trở thành hiện thực, anh bắt đầu học bay chiếc tiêm kích MiG-17. Sau khi tốt nghiệp về nước, Phạm Tuân được phân công về Trung đoàn Không quân 921. Sau đó anh chuyển lái máy bay MiG-21. Một thời gian sau, anh được chọn vào phi đội bay đánh đêm phi đội 5. Anh cùng các phi đội bay đánh đêm đã cơ động vào các sân bay dã chiến trong khu 4, trực chiến để tìm diệt máy bay B-52. Trở lại với chiến dịch Hà Nội, Điện Biên Phủ trên không, Phạm Tuân là một trong những phi công đầu tiên cất cánh ứng chiến với bầy quạ đen Hoa Kỳ. Nhưng trong ngày đầu giao chiến, anh chưa gặp may. 16 giờ ngày 18 tháng 12 năm 1972, tin tình báo cho biết máy bay B-52 đã cất cánh từ căn cứ Andersen trên đảo Guam, bay về hướng Hà Nội. Mỹ đã bắt đầu chiến dịch, đó là Linebacker 2, ném bom giải thảm hủy diệt Hà Nội, Hải Phòng.
18:50, tất cả các sở chỉ huy trong toàn quân chủng phòng không không quân vào cấp 1 sẵn sàng chiến đấu. Trong ngày 18/12/1972, các sân bay của ta bị đánh phá dữ dội. Tại sân bay Đa Phúc lúc 19 giờ, máy bay F-111 tiếp tục ném bom vào sân bay. Nhiều đoạn đường băng bị hư hỏng, nhiều đất đá văng lên đường băng và đường lăn. Lúc 19:47, phi công Phạm Tuân được lệnh cất cánh từ sân bay Đa Phúc. Mặc dù đường băng không tốt, nhưng phi công Phạm Tuân vẫn quyết tâm cất cánh. Sĩ quan dẫn đường Hoàng Đức Hạnh tại sở chỉ huy Trung đoàn Không quân 927 dẫn anh bay ra khu vực Mộc Châu để chặn đánh đội hình B-52. Khi sở chỉ huy dẫn đoàn vào tiếp cận mục tiêu, trên độ cao 11.000m, Phạm Tuân đã nhìn thấy đèn của máy bay B-52. Lúc này, các máy bay tiêm kích bảo vệ B-52 cũng phát hiện ra chiếc MiG-21. Đội hình đông đảo máy bay tiêm kích F-4 quay lại liên tiếp tấn công, phóng ra nhiều tên lửa về phía MiG-21. Phi công Phạm Tuân tránh được tất cả các tên lửa của tiêm kích Mỹ phóng ra, nhưng anh cũng không thể tiếp cận được đội hình máy bay B-52 do tiêm kích địch yểm hộ B-52 dày đặc. Lúc này máy bay B-52 cũng đã tắt đèn, anh bật radar nhưng màn hình trắng xóa do nhiễu. Thấy chiếc MiG-21 còn ít nhiên liệu, sở chỉ huy lệnh cho phi công Phạm Tuân trở về hạ cánh. Sân bay Đa Phúc vừa bị đánh phá, toàn bộ hệ thống điện của sân bay bị mất, đèn chiếu hạ cánh không có. Phạm Tuân phải hạ cánh bằng đèn của máy bay và ánh sáng phát ra từ chiếc B-52 bị tên lửa ta bắn cháy sáng rực cả bầu trời ở đầu đông sân bay. Sau khi tiếp đất chạy đà được mấy trăm mét, máy bay va vào đất đá trên đường băng, bị vỡ lốp, văng ra khỏi đường băng và lao xuống hố bom. Máy bay bị gãy càng, gần như bị lật ngửa trên hố bom. May mắn là anh đã thoát ra khỏi máy bay an toàn. Ngày 27/12/1972, ngày thứ 10 của chiến dịch 12 ngày đêm, Mỹ liên tục đánh phá ác liệt, cùng một lúc các mục tiêu ở Hà Nội, Hải Phòng, Thái Nguyên. Các lực lượng phòng không của ta liên tục lập chiến công, bắn rơi nhiều máy bay các loại của Mỹ. Trong đó, tên lửa và cao xạ đã diệt hàng chục chiếc B-52. Trong lúc này, Không quân Nhân dân Việt Nam tổ chức rút kinh nghiệm các lần xuất kích, chuẩn bị cho các trận đánh tiếp theo. Tất cả các vị trí đã sẵn sàng cho trận đánh ngày và đêm 27/12/1972. 13:34, biên đội Đỗ Văn Lanh, Dương Bá Khánh cất cánh từ sân bay Đa Phúc, kíp trực của Trung đoàn 927 dẫn chính. Đến 13:47:20, Dương Bá Kháng bắn hạ một chiếc F-4. Biên đội về hạ cánh an toàn tại sân bay Đa Phúc lúc 13:55. 13:40, biên đội Trần Sang, Bùi Thanh Liêm cất cánh. Sở chỉ huy cho biên đội lấy độ cao 8.000m, hướng bay về khu Việt Trì, Phú Thọ, để nhử F-4 bám theo và uy hiếp đội hình cường kích, buộc chúng phải ném bom ngoài mục tiêu để tháo chạy. Trong lúc này, địch cho nhiều tốp máy bay và hoạt động ở khu vực Hòa Bình. Sở chỉ huy phán đoán có thể địch cho máy bay tìm kiếm phi công nhảy dù. Phi công Trần Việt bí mật phục kích ở sân bay Miếu Môn, được lệnh cất cánh lúc 14:10, đánh địch ở phía đông Hòa Bình. Lúc 14:19, Trần Việt bắn rơi một chiếc F-4. Anh bay về hạ cánh an toàn lúc 14:32 tại sân bay Đa Phúc. 17:27/12/1972, máy bay MiG-21 và phi công Phạm Tuân được lệnh bí mật chuyển sang sân bay Yên Bái mai phục để đón đánh máy bay B-52. Cũng như các sân bay khác, suốt ngày đêm, Mỹ cho máy bay bắn phá, ném bom sân bay Yên Bái. Đêm 27/12/1972, lúc 22:22, phi công Phạm Tuân được lệnh xuất kích từ sân bay Yên Bái. Sở chỉ huy Yên Bái dẫn anh xuyên lên trên mây. Sau khi liên lạc đối không tốt, sở chỉ huy binh chủng cho anh hướng bay 230 độ, tăng dần độ cao. Sau đấy, cài hướng bay 220 độ theo dẫn dắt của sở chỉ huy Mộc Châu. Lúc này trạm radar 22 ở Mộc Châu đã bắt được máy bay ta. Sở chỉ huy binh chủng giao cho sở chỉ huy Mộc Châu dẫn chính. 22:24, sở chỉ huy Mộc Châu cho Phạm Tuân hướng bay 190 độ. Máy bay B-52 cách đài Mộc Châu 40 km. Đúng lúc này, trạm radar 22 ở Mộc Châu bị nhiễu cường độ 3. Lúc 22:25:30, sĩ quan dẫn đường Đặng Dũng thông báo mục tiêu bên phải 20 độ, 80 km. Rất bình tĩnh, phi công Phạm Tuân hỏi, loại to hay nhỏ? Dẫn đường trả lời, loại to, ám chỉ máy bay B-52. 22:26, sở chỉ huy ra lệnh cho Phạm Tuân vứt thùng dầu phụ,
tăng tốc độ lên 950 km/h. Chỉ 30 giây sau, dẫn đường thông báo vị trí mục tiêu bên phải 10 độ, bay từ phải sang trái. Sĩ quan dẫn đường cho máy bay lấy độ cao 9.500 m. Lúc 22 giờ 29 phút, dẫn đường cho Phạm Tuân vòng trái, hướng bay 30 độ, sau đó sửa hướng 70 độ. Khi máy bay B-52 đến đỉnh dài Mộc Châu, sĩ quan dẫn đường, màn hiện sóng không nhìn thấy mục tiêu, nhưng dẫn đường sở chỉ huy đã tính toán trước số liệu và cho MiG-21 áp đường bay chính xác. Sau đó 30 giây, phi công Phạm Tuân báo cáo thấy đèn của máy bay B-52. Dẫn đường sở chỉ huy thông báo cự ly 10 km và cho tăng tốc độ lên 1.200 km/h, rồi 1.400 km/h. Lúc 22 giờ 31 phút, sĩ quan dẫn đường, màn hình hiện sóng Lương Văn Vóc đều đặn và liên tục thông báo cự ly 6 km, 5 km, rồi 4 km. Anh nhắc phi công phải phóng loạt 2 quả tên lửa để đảm bảo tiêu diệt được B-52. Phi công Phạm Tuân giữ tốc độ 1.400 km/h, tiếp cận mục tiêu. Anh quan sát bằng mắt theo đèn của B-52 và sử dụng máy ngắm quang học để ngắm bắn. Khi cự ly còn khoảng 2.000 mét, Phạm Tuân xin phép công kích. Rất bình tĩnh, anh kiểm tra lại điểm ngắm và phóng 2 quả tên lửa cự ly chỉ hơn 1.000 mét. 2 quả tên lửa rời bệ phóng, lao thẳng vào chiếc máy bay B-52. Lúc này là 22 giờ 35 phút, ngày 27 tháng 12 năm 1972. Thời khắc đã đi vào lịch sử khi Phạm Tuân dùng máy bay MiG-21 bắn rơi tại chỗ chiếc pháo đài bay bất khả xâm phạm B-52 của Mỹ. Sau khi công kích, Phạm Tuân lật máy bay và giảm nhanh độ cao xuống 2.000 mét. Sở chỉ huy binh chủng sau khi xác định vị trí máy bay MiG-21 đã cho Phạm Tuân lên độ cao 4.000 mét, hướng bay 310 độ và dẫn về sân bay Yên Bái. Sở chỉ huy Yên Bái tiếp nhận và dẫn anh xuyên mây hạ cánh an toàn lúc 22 giờ 46 phút. Trước Phạm Tuân, đã có một phi công MiG-21 khác là Vũ Đình Rạng bắn trúng B-52 bằng tên lửa tầm nhiệt K-13 của máy bay MiG-21. Tuy nhiên, do phi công Vũ Đình Rạng chỉ uống một chai, bắn một tên lửa mà không uống cả hai chai, nên B-52 chỉ bị thương chứ chưa rơi tại chỗ. Mặc dù chiếc B-52 bị Vũ Đình Rạng bắn trúng chỉ có thể lết về sân bay và sau đó bị hủy vì hỏng quá nặng, nhưng phía Mỹ vẫn có thể lấp liếm trên khía cạnh tuyên truyền rằng B-52 chỉ bị thương chứ chưa bị rơi. Tuy nhiên, trong trận đánh ngày 27 tháng 12 năm 1972, Phạm Tuân đã bắn rơi B-52 ngay tại chỗ. Phía ta đã có bằng chứng rõ ràng về việc MiG-21 tiêu diệt được pháo đài bay bất khả xâm phạm của Mỹ. Với chiến công xuất sắc bắn rơi B-52, ngay sáng sớm ngày 28 tháng 12 năm 1972, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Tổng Tư lệnh gửi điện khen và chúc mừng Không quân Nhân dân Việt Nam và phi công Phạm Tuân. Ngày 3 tháng 9 năm 1973, phi công Phạm Tuân được Đảng, Nhà nước tuyên dương anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân khi mới bước vào tuổi 26. Mang quân hàm Thượng úy, Trung đội trưởng Phi đội 5, Trung đoàn Không quân 921, Sư đoàn Không quân 371. Năm 1977, Phạm Tuân được chọn sang Liên Xô để học tập tại Học viện Không quân Gagarin. Năm 1979, anh cùng phi công Bùi Thanh Liêm được tuyển chọn để đào tạo phi công vũ trụ tại thành phố Ngôi Sao. Ngày 23 tháng 7 năm 1980, Phạm Tuân đã cùng nhà du hành vũ trụ Liên Xô Viktor Vasilievich Gorbatov thực hiện thành công chuyến bay vào vũ trụ, trở thành người châu Á đầu tiên chinh phục vũ trụ. Người phi công đầu tiên bắn rơi tại chỗ B-52, nay là phi hành gia đầu tiên của châu Á. Năm 1980, phi công Phạm Tuân được phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động Việt Nam, Huân chương Hồ Chí Minh. Cùng năm 1980, anh được nhà nước Liên Xô tặng Huân chương Lenin và danh hiệu Anh hùng Liên Xô. Về sau, Phạm Tuân trở thành một cán bộ cao cấp của quân đội, mang quân hàm trung tướng, giữ nhiều chức vụ quan trọng và trở thành nhân vật biểu tượng của không quân Việt Nam. B-52 bất khả chiến bại là bởi chưa gặp phải Việt Nam thôi. Dân tộc ta nổi tiếng nhỏ mà có võ. Động đến Tổ quốc thì giá nào cũng chơi. Thế nhưng Mỹ lỡ hoanh hoang quá đà về pháo đài bay của chúng, nên sự thật mãi tới gần đây mới được tiết lộ. Mỹ nên rút kinh nghiệm, biết mình còn phải biết cả người nữa nhé. Các sĩ quan, các chỉ huy bị mất ghế sau vụ việc này cũng đừng buồn. Bị thế là đúng rồi đấy, làm ăn thế thì chết. Và thời lượng dành cho video ngày hôm nay của chúng tôi cũng xin được tạm dừng tại đây. Câu hỏi của video ngày hôm nay đó là, theo quý vị, nếu ngày nay nổ ra một cuộc chiến tranh khác,
thì liệu chúng ta có bắn rơi được các máy bay ném bom tàng hình thế hệ mới nhất của Mỹ hay là Trung Quốc hay không? Hãy comment ý kiến ở bên dưới để cùng thảo luận nhé! Cảm ơn quý vị đã ở lại theo dõi đến phút cuối cùng. Mời quý vị xem thêm những video mới nhất của Hồ sơ quyền lực đang được hiển thị trên màn hình nhỏ. Xin chào và hẹn gặp lại! Quý vị thân mến, máy bay chiến lược ném bom B-52 là loại đặc sản quân sự khốn nạn với sức hủy diệt kinh khủng nhất mà Mỹ mang đến Việt Nam. Chúng đã liên tiếp thực hiện các cuộc chiến tranh phá hoại bằng thứ đặc sản đó, nhưng mau chóng bị phá sản. Vì thế, để giữ lại chút liêm sỉ với tư cách là một ông lớn, năm 1972, Mỹ đã tận dụng cái thứ của nhà chồng được, dội xuống miền Bắc Việt Nam một khối lượng bom đạn khổng lồ với hy vọng cuối cùng là biến miền Bắc Việt Nam quay về thời kỳ đổ đá. Thế nhưng, Mỹ có chết cũng không ngờ được, bộ đội đặc công của ta đã nhanh chóng lật ngược tình thế tấn công xảo huyệt B-52 của chúng trên đất Thái Lan. Vậy làm thế nào bộ đội đặc công của ta đánh lừa được Mỹ để vào được căn cứ quân sự? Cuộc chiến nảy lửa không cân sức, một mất một còn này diễn ra như thế nào? Mỹ đã phải chịu đựng những tổn thất gì? Mời quý vị khán giả hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ngay trong video ngày hôm nay. Quý vị thân mến, tháng 2 năm 1967, người cầm đầu chính phủ Mỹ là Tổng thống Johnson đã ra lệnh mở rộng phạm vi đánh phá trong khu vực miền Bắc với ảo tưởng hy vọng biến miền Bắc Việt Nam trở về thời kỳ đổ đá. Chúng đã đem rất nhiều máy bay ném bom B-52 đến Việt Nam để tiến hành giải thảm, ngăn chặn các đường tiếp viện vào chiến trường miền Nam Việt Nam. Thế nhưng mà máy bay đến Việt Nam rồi thì hạ cánh, cất cánh ở đâu? Và quan trọng là làm như thế nào để có thể đảm bảo được an ninh sân bay mà không bị bộ đội Bắc Việt phát hiện và đánh phá? Đây là một câu hỏi lớn mà bọn Mỹ đã vắt óc suy nghĩ suốt mấy tháng trời. Sợ quá nên cuối cùng quân Mỹ đã nghĩ ra cách mò sang tận Thái Lan để xin phép Anh Thái cho tiến hành xây dựng những căn cứ không quân như sân bay Utapao, Ubon, Udon. Nhờ có vị trí rất gần Việt Nam, từ những sân bay đi mượn, những chiếc máy bay B-52 của Mỹ sẽ cất cánh đi đánh phá miền Bắc Việt Nam mà không cần tiếp nhiên liệu trên không. Cường độ xuất kích cao hơn, khả năng tiếp viện cũng sẽ nhanh và nhiều hơn. Đặc biệt, chúng hy vọng rằng ở sân bay Thái Lan thì sẽ không bị quân ta quấy rầy nữa. Thế nhưng chúng nó có chạy đằng trời thì bộ đội ta vẫn cứ tìm được. Với chủ trương địch xuất phát từ đâu, ta sẽ đánh trả ngay tại nơi xảo huyệt của chúng. Vì thế, dù có chạy sang Thái Lan hay bất kỳ nơi nào đi chăng nữa, thì anh Mỹ cũng đừng hòng thoát khỏi tay em. Khi đó, vào đầu năm 1969, đồng chí Lê Duẩn, bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng đã kịp thời ra chỉ thị. Đặc công phải tiến sâu vào lòng địch, đánh phá các căn cứ, các cơ quan đầu não và phương tiện chiến tranh, đánh vào hậu cứ của chúng. Ví như ta dùng kim chọc vào mắt địch, tác dụng rất lớn, rất đau. Trên cơ sở phân tích tin tình báo chiến lược, phán đoán ý đồ của Mỹ, quân ta đã nghiên cứu và chuẩn bị phương án đánh thắng vào những căn cứ máy bay B-52 của Mỹ tại Việt Nam, khi chúng cả gan tăng cường ném bom vào thủ đô Hà Nội. Kiểu như mày đánh vào nhà tao đi, tao sẽ đánh tận xào huyệt của mày, không có đường mà bay nhảy nữa đâu con ạ. Nhận thấy khó khăn cực kỳ nan giải ở đây là làm như thế nào để bộ đội đặc công của ta vào được căn cứ quân sự trên đất Thái Lan. Ngay lập tức, một đơn vị đặc công của ta đã giải quyết một cách nhanh gọn nhẹ bằng cách cho tuyển nhân sự và tổ chức huấn luyện gắt gao theo yêu cầu nhiệm vụ đặt ra cho hai đối tượng. Đối tượng thứ nhất là tuyển chọn Việt Kiều từ Thái Lan đã về nước sinh sống, có nghề nghiệp phù hợp với nhiệm vụ, nhất là đọc thông, viết thạo ngôn ngữ Thái Lan, hiện đang có thân nhân sinh sống hợp pháp ở Thái Lan để có thể hiểu rõ được tường tận mọi ngõ ngách cần đánh phá. Đối tượng thứ hai là chọn chiến đấu viên gồm những cán bộ chiến sĩ trong binh chủng, có phẩm chất chính trị, sức khỏe tốt, sẵn sàng chịu đựng khó khăn gian khổ và thậm chí là cả hy sinh, giỏi đọc bản đồ địa bàn và đi góc phương vị. Từ Hà Nội, các đơn vị này bí mật hành quân theo đường Trường Sơn vào tận Lộc Ninh rồi quay ra cao nguyên Boloven, sau đó mới chuyển sang hướng Tây, nơi chú quân tuyệt nhiên phải đảm bảo bí mật, an toàn, tránh sai sót để bị địch phát hiện, dù chỉ là sợi tóc. Đây là nơi gần nhất và thuận lợi nhất khi tiếp cận mục tiêu.
mọi sinh hoạt của lính đặc công ở Thái Lan rất khó khăn. Họ đều phải tự túc, tự mua sắm bằng ngoại tệ, kể cả vũ khí. Thế nhưng chỉ sau thời gian ngắn, các anh đã nhanh chóng thích nghi với công việc và bắt đầu thực hiện nhiệm vụ. Các chiến sĩ bộ đội đặc công của ta chủ yếu phải đi đêm, ban ngày nghỉ ẩn nấp. Nhiều khu vực không có chỗ ẩn nấp an toàn. Các chiến đấu viên phải đào hầm bí mật bình quân 24 giờ, phải đi được 20 km trở lên. Về vấn đề ăn thôi cũng đã rất nan giải. Tất cả đều được cất gọn trên lưng. Mang vác ra sao để vừa gọn nhẹ, vừa đảm bảo sức khỏe, lại vừa bí mật. Qua nhiều lần thử nghiệm, đơn vị đã nghĩ ra cách tối ưu là lấy thóc, nếp xay, bỏ trấu, không giã để nguyên cám, ngâm nước, xóc muối, đổ sôi, phơi khô, rang phồng như kiểu làm cốm, trộn thêm ít đường, mỗi ngày ăn 2 bát, loại bát B52. Vậy là đi về 1 tháng, chiến đấu viên phải mang 60 cái bát, cũng nặng tới 10 kg, rồi tư trang, súng đạn, tất tần tật, gùi trên vai cũng sấp xỉ 30 kg. Nước uống thì tùy nghi, gặp sông suối đâu uống đó, không mang bi đông để giảm bớt cồng kềnh, gây khó khăn chui luồn và nặng thêm 1 kg. Mỗi lần hoàn thành một chuyến đi và về, người sụt cân ít nhất cũng là 5 kg, có người hao tới 14 kg, bởi đói, thiếu ngủ, muỗi, vắt và sốt rét. Không ít lần gặp địch, đơn vị còn tổn thất thương vong rất lớn. Thế mới thấy ý chí sắt đá và lòng căm thù giặc của bộ đội đặc công lớn như thế nào. Khó khăn là vậy, nhưng các anh vẫn quyết tâm vượt qua mọi trở ngại để đánh phá vào căn cứ quân sự của địch. Mục tiêu đầu tiên được chúng ta chọn lựa để công kích địch, đó là sân bay Utapao, sao huyệt của những chiếc B-52 ném bom Hà Nội, Hải Phòng. Nhắc đến sân bay được cho là đắc địa này, người Mỹ ung dung tự đắc cho rằng đây là căn cứ quân sự bất khả xâm phạm và thường xuyên để trong căn cứ khoảng 20 chiếc máy bay B-52 mỗi đêm. Thế nhưng chúng đã nhầm, vì đối với bộ đội đặc công của chúng ta thì không gì là không thể. Quân ta đã nhanh chóng xác định rằng không thể đánh sân bay Utapao bằng lực lượng lớn từ xa mà phải dùng một lực lượng nhỏ, những người lính đặc công đang hoạt động trên đất Thái Lan thì mới có điều kiện tiếp cận điều tra, nghiên cứu và tấn công mục tiêu. Tháng 5 năm 1971, đồng chí Lê Toàn đã thành lập một tổ đặc công gồm các anh Trần Thế Lại, Bùi Văn Phương, Vũ Công Đài, lúc đó đang hoạt động trên đất Thái Lan, giao nhiệm vụ đánh sân bay Utapao cho tổ đặc công tinh nhuệ này. Nhận nhiệm vụ, tổ chức trận đánh, đồng chí Trần Thế Lại đã lập tức giả trang là dân thường đến khu vực sân bay Utapao để điều tra, nghiên cứu mục tiêu, bám nắm tình hình sơ bộ và kiểm tra nơi cất giấu vũ khí. Thế nên, bọn địch còn lâu mới phát hiện ra đó là bộ đội đặc công của mình, mà có phát hiện được thì sân bay cũng đã nổ bùm. Đến trưa ngày 9 tháng 1 năm 1972, hai đồng chí Phương và Đài cùng nhau đi xe đến gần khu vực sân bay. Sau khi quan sát, cả hai tiến về phía trước mục tiêu tiến hành khắc phục vật cản. Thế nhưng, hàng rào bao quanh sân bay là loại dây thép gai 0,3cm, dựng cao đến 2m. Những người lính đặc công với chiếc kìm cắt loại nhỏ không thể cắt nổi. Vì thế, họ phải chấp nhận đau đớn để luồn lách chui qua. Quá trình tiềm nhập vào mục tiêu, các chiến sĩ đặc công đã 3 lần gặp địch, 2 lần khéo léo ngụy trang qua khỏi tầm mắt của chúng. Đến lần thứ 3, trong một tình thế đặc biệt, buộc tổ chiến đấu phải nổ súng tiêu diệt nhóm tuần tra gồm 2 lính Mỹ và 1 chó béc dê. Khi khoảng cách còn 50m, một tổ tuần tra khác của địch phát hiện nổ súng bắn chặn. Trong tích tắc, đồng chí Phương nhanh tay như một cơn gió tung lựu đạn về phía địch. Lợi dụng thời cơ địch dạt ra tránh, hai người lính đặc công đã nhanh trí lao nhanh đến mục tiêu, dùng thủ pháp đánh vào từng chiếc máy bay. Khi Bùi Văn Phương vừa thoát ra ngoài khu vực sân bay, thì tiếng súng bỗng rộ lên từ phía cửa mở. Người lính đặc công Vũ Công Đài đã anh dũng hy sinh, nhưng chắc chắn anh đã rất vui mừng vì hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Sau đó là những tiếng nổ lớn và những đám cháy bùng lên phía trong khu vực sân bay. 8 chiếc máy bay B-52 của Mỹ đã bị phá hủy, khiến quân Mỹ chạy tán loạn. Vì nếu không thì chúng sẽ bị biến thành những con chuột thui đen sì mất. Ngay ngày hôm sau, các thông tấn phương Tây đã đưa tin bình luận Mỹ thật sự hoảng hốt và thực sự hỏi chấm khi không hiểu Utapao đã bị đánh bằng cách nào. Chúng không ngờ đặc công Việt Nam đã vào được tận xào huyệt và chỉ với 2 người mà phối hợp ăn ý phá hủy được 8 máy bay B-52 kinh khủng đến như vậy.
Sau khi oánh được sào huyệt của địch rồi, đoàn đặc công biệt động A-54 của ta tiếp tục nhân cơ hội đánh thẳng vào sân bay Udon. Cuối tháng 7, tổ soi đường bí mật vượt sông, luồn rừng, vượt suối, nhắm hướng sân bay để đi. Đi được 15 ngày hết lương thực, các anh đành phải quay về căn cứ. Ngay sau đó, một sáng kiến được đưa ra, đó là dùng kỹ thuật ém lương thực theo kiểu sâu đo, dọc tuyến đường hành lang vào đến sân bay Udon. Ba chiến sĩ của đội mỗi người mang hơn 30kg lương thực đến vị trí A, để lại 10kg chôn kỹ và đánh dấu rồi quay về. Cứ thế, từng chuyến lương thực được chuyển đến các vị trí B, C, D trên suốt chặng đường dài. Đúng là các anh bộ đội của ta quá thông minh và gan dạ. Họ đã biến khó khăn trở thành quyết tâm để chuẩn bị tiêu diệt địch một cách nhanh, gọn, lẹ, không cho chúng sống sót trở về. Đêm ngày 1 tháng 10, đội hình chiến đấu bắt đầu cơ động vào sát khu vực sân bay Udon. Lúc này trời mưa to gió lớn, phải đến gần sáng ngày 2, đội mới tới được sân bay. Trời sắp sáng, sở lộ bí mật, mọi người phải tính kế phân tán nơi ẩn nấp, chờ đến khi trời tối để vào trinh sát mục tiêu. Cả hai tổ phải rút ngay để kịp rời sân bay trước khi trời sáng. Nhưng trời sắp sáng mà tổ mở cửa vẫn trong trạng thái hoang mang, không thấy hai tổ chiến đấu quay trở lại. Tại vị trí tập kết, chỉ huy trận đánh lo lắng và nóng lòng nghe tiếng nổ vọng ra từ khu vực sân bay, nhưng không gian vẫn bốn bề tĩnh lặng. Cho tới 10 giờ sáng ngày 3 tháng 10 năm 1972, khi nghe những tiếng nổ liên hồi từ phía sân bay, tổ đánh kho xăng và tổ mở cửa mới gặp được nhau. Bốn người còn lại của tổ đánh B-52 vẫn chưa thể thoát ra được. Điều lo lắng lúc này là họ đang ở đâu. Nhưng mãi đến tận sau này ta mới biết tin là ba người lính đặc công Phan Xuân Kính, Phạm Văn Lãm, Vũ Công Sướng đã hy sinh ngay tại sân bay. Đồng chí Nguyễn Khắc Nga bị thương nặng và bị địch bắt. Tất cả những thông tin Udon bị đặc công Việt Nam đánh bom, phía Mỹ đã ém nhẹm, không một phương tiện truyền thông nào dám đưa tin. 23 máy bay B-52 của Mỹ, một trạm điện, một kho xăng đã bị bộ đội đặc công của ta phá hủy trong trận đánh này. Quân địch đã thua một cách nhục nhã và hèn hạ. Sau khi giành được chiến thắng tại Utapao và Udon, quân ta thừa thắng xông lên đánh thẳng vào căn cứ Ubon với mục tiêu, khiến địch một đi không trở lại. Trước năm 1972, sân bay Udon đã 6 lần bị đặc công Việt Nam gài mìn phá hủy, nên địch sợ hú vía, phải tăng cường cảnh giác bảo vệ an ninh. Vì thế, để đột nhập vào sân bay như những trận đánh trước đây, đối với lực lượng đặc công của ta là rất khó khăn. Nhưng với quyết tâm phá hủy phương tiện chiến tranh của địch, lực lượng đặc công của ta không chịu bó tay trước những thủ đoạn đối phó mới của địch. Khó khăn nhất đặt ra trong thời gian này với lực lượng của ta là thiếu vũ khí và chỉ có một số súng bộ binh, mìn, thủ pháo mà không có bất kỳ loại vũ khí nào thích hợp với một trận đánh tập kích hỏa lực. Vì thế, quân ta đã bí mật sang Campuchia gặp Bộ Tư lệnh Quân tình nguyện Việt Nam đề nghị chi viện vũ khí. Đúng là tình anh em chắc chắn bền lâu. Đồng chí Đồng Văn Cống, Tư lệnh Mặt trận, một người rất tâm huyết với bộ đội đặc công, đã nhanh chóng quyết định cấp ngay vũ khí theo đề nghị của tiểu đoàn. Và thế là tài sản của ta lại gia tăng gấp đôi. Chỉ cần đợi địch ho he, nhúc nhích là giết không còn đường sống. Không may lúc này lại đang là mùa mưa, hành quân mang vác nặng qua mọi địa hình phức tạp đã là vất vả do yếu tố bí mật, đội lại phải luồn lách qua các tuyến bố trí của địch. Nhiều đoạn đường ngập sâu trong nước, anh em chỉ lo sao cho đạn dược không bị ẩm ướt, bảo quản được vũ khí, không ai còn tâm trí lo đến miếng ăn là gạo rang đã thiêu mốc, quần áo ẩm ướt cả ngày không được thay, nước uống cạn đục, nằm bờ, ngủ bụi. Gần đến khu vực sân bay thì đồng chí Hồi, khẩu đội trưởng bị sốt cao không thể tiếp tục đi. Vì thế, đội đã để hai chiến sĩ ở lại trông nom. Số còn lại vẫn quyết tâm lên đường, quyết làm nên trận sống mái với quân địch. Khi đến vị trí sân bay, các anh đã bí mật triển khai trận địa. Thế nhưng do ảnh hưởng của mưa gió ẩm ướt, 40 quả đạn mang theo 5 quả không nổ, còn 35 quả đạn còn lại đã nổ trúng mục tiêu, phá hủy đài chỉ huy sân bay, xưởng sửa chữa và một số thiết bị sân bay, khiến quân địch thua một cách thảm hại, tức tối mà không thể làm gì khác. Như vậy, hàng chục máy bay B-52 vừa bị phá hủy tại sân bay Utapao, Udon,
Tiếp đến là sân bay Ubon lại bị đánh phá chỉ trong thời gian vài tháng, đã khiến cho người Mỹ hoang mang về tư tưởng, tổn thất về vật chất, tiêu hao nhiều sinh lực địch, khiến nỗi sợ lính đặc công Việt Nam của chúng tăng lên gấp bội. Còn truyền thông Thái Lan ngay lập tức đánh tiếng cho chính phủ từ chối để Mỹ đậu nhờ B-52 ở đất Thái do sợ bị vạ lây. Quý vị và các bạn thân mến, những trận đánh ở Thái Lan của bộ đội đặc công đã diễn ra đúng thời điểm và đánh trúng các mục tiêu quan trọng có ý nghĩa chiến lược, và phương pháp đánh địch ngay tại sào huyệt của địch của quân đội Việt Nam thêm một lần nữa được thực hiện và hoàn thành bởi lực lượng đặc công tinh nhuệ, anh dũng. Các anh không chỉ giỏi đấu trí, mà khi tổ quốc cần, những con người đó còn dám xả thân như những chiến sĩ ngoài mặt trận, góp phần tạo nên chiến thắng Điện Biên Phủ trên không, chấn động địa cầu. Cảm ơn quý vị và các bạn đã ở lại theo dõi video đến phút cuối cùng. Nếu yêu thích video, quý vị đừng quên ấn nút like để có thể nhận được những video mới nhất nhé. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video lần sau.